Giá gia cầm hôm nay ngày 22 tháng 12, cập nhật giá gà, vịt mới nhất tại các vùng. Giá gà công nghiệp đi ngang, ghi nhận giá gia cầm hôm nay ngày 22 tháng 12 tại các vùng. Chúng tôi thấy giá gà công nghiệp hôm nay đi ngang, giá gà ta thả vườn không có biến động nhiều, giá vịt thịt giao dịch tại ba miền ngang bằng nhau. Giá vịt thịt hôm nay, ba miền ngang bằng nhau. Chia sẻ thông tin giá gia cầm hôm nay, bà Phạm Châu Giang, thương lái thu mua vịt thịt ở các vùng Hà Nội cho biết. Giá vịt hôm nay không có biến động nhiều so với ngày 20 tháng 12. Giá vịt bầu cánh trắng hàng đẹp đạt trọng lượng 2,2 kg mỗi con bán buôn tại trại cao nhất đạt gần 40.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bơ đạt cân từ 3,3 kg đến 3,5 kg mỗi con bán ra tại trại dao động từ 33.000 đồng đến 36.000 đồng mỗi kg tùy trại. Giá vịt siêu trứng thải loại bán cho thương lái từ 50.000 đồng đến 55.000 đồng mỗi con. Tại các tỉnh miền Nam chúng tôi cũng ghi nhận thấy giá vịt siêu thịt vẫn ở mức từ 34.000 đồng đến gần 40.000 đồng mỗi kg. Giá vịt trời phổ biến ở mức từ 60.000 đồng đến 70.000 đồng mỗi con. Giá gà hôm nay, gà ta thả vườn bán chậm. Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Tiến Sĩ, Hợp tác xã chăn nuôi Hải Đăng ở Lạc Thủy, Hòa Bình cho biết. Đơn vị của ông chuyên chăn nuôi và cung cấp gà đặc sản cho các đầu mối thương lái và các cửa hàng thực phẩm sạch ở Hòa Bình và Hà Nội, các tỉnh lân cận nhằm phục vụ thị trường lễ Tết năm nay, đơn vị của ông đang duy trì đàn khoảng 3 vạn con, trong đó một vạn con sẽ cung cấp cho khách tiêu dùng trong dịp Tết dương lịch, lễ Noel sắp tới. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch, việc tiêu thụ mặt hàng gà đặc sản không được như mong muốn. Đến thời điểm này, giá gà ta lạc thủy bán buôn tại trại mới được từ 73.000 đồng đến 75.000 đồng mỗi kg sô đàn, bán chọn lọc khoảng 78.000 đồng đến 80.000 đồng mỗi kg. Điều đáng nói là việc tiêu thụ gà rất chậm khiến cho đơn vị của ông Sĩ càng bị thua lỗ nhiều hơn. Gà của tôi nuôi hơn 5 tháng mới xuất chuồng, tính ra giá thành chăn nuôi lên đến 82.000 đồng đến 83.000 đồng mỗi kg mới hòa vốn. Trong đó, chi phí thức ăn chăn nuôi khoảng 70.000 đồng mỗi kg, còn lại là tiền thuốc thú y, điện, chưa tính công chăm sóc, nên với giá gà hiện tại chúng tôi đang bị hụt từ 5.000 đồng đến 8.000 đồng mỗi kg gà tùy thời điểm. Như vậy nếu một ngày không bán được hàng một ngày, 1.000 gà sẽ ngốn hết 1,3 triệu đồng tiền thức ăn, dù đơn vị của chúng tôi bổ sung thêm ngô, đỗ tương, cám gạo, bèo, cá, làm thức ăn cho vật nuôi giúp chi phí giảm được chút ít nhưng tính ra với giá thị trường hiện giờ vẫn lũ nặng, ông sĩ bọc bạch. Ông sĩ cho biết thêm, thông thường vào ngày cận Tết dương lịch, lễ Noel việc tiêu thụ gà đặc sản của bà con rất thuận lợi, giá gà cũng tăng cao, tuy nhiên năm nay có đại dịch nhu cầu tiêu dùng tại các đầu mối đều giảm khiến người nuôi đã khó khăn nay càng khốn đốn hơn. Hiện, chúng tôi rất mong được kết nối và tiêu thụ gà lạc thủy với các đối tác tại các tỉnh thành. Nếu khách hàng có nhu cầu mua buôn, lẻ hay liên hệ với tôi qua số điện thoại 09633686680965838989 Ông Sĩ nói, giá gà công nghiệp hôm nay, đi ngang, khảo sát giá gia cầm hôm nay tại các vùng miền Bắc chúng tôi thấy giá gà công nghiệp tại các trại ở Bắc Giang, Thái Nguyên đang trứng lại. Giá gà lông trắng hàng đẹp bán tại trại mới được trên 30.000 đồng mỗi kg. Với giá này người nuôi vẫn có thể hòa vốn và có lại ít. Trong khi đó, giá gà trắng bán tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước cao nhất đạt trên 31.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta lai cổ phần giao dịch ở các vùng phía Nam có nơi bán được gần 60.000 đồng mỗi kg. Giá gà mía thả vườn ở Hà Nội hòa bình cao nhất đạt trên 80.000 đồng mỗi kg. Cách phòng, trị bệnh lật ngửa trên gà, vịt. Chia sẻ với chúng tôi, ông Phạm Văn Nam, cán bộ kỹ thuật tại một công ty chăn nuôi ở Thanh Hóa cho hay, hội chứng lật ngửa trên gà, vịt là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây bệnh cho gà, vịt ở mọi lứa tuổi, bệnh gây tỷ lệ chết tương đối cao, làm con vật phát triển kém, ảnh hưởng đến năng suất. Theo anh Na, bệnh lật ngửa này cũng có thể xảy ra ở các loài gia cầm như vịt đẻ, vịt thịt, ngỗng và gà đẻ bệnh lây lan chủ yếu qua đường hô hấp qua trung gian truyền bệnh là mũi lây truyền ngang thông qua việc nút phải hít phải vật bị truyền nhiễm hoặc từ vùng dịch này sang vùng dịch kia để phòng bệnh lật ngừa anh nam lưu ý người chăn nuôi cần kiểm soát thực hiện tốt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi định kỳ phun sát trùng chuồng chạy hai lần tuần phát quang bụi rậm cây cỏ xung quanh trang trại bãi chăn thả khơi thông cống rãnh định kỳ phun thuốc diệt bọ gậy rồi mũi trong và ngoài khu vực chuồng trại, đồng thời tăng cường sức đề kháng, trợ lực cho vịt bằng cách bổ sung thường xuyên vitamin, điện giải, khoáng, men tiêu hóa. Cách phòng bệnh tốt nhất là tuân thủ và thực hiện nghiêm ngặt việc sử dụng vaccine. Hiện, vaccine Tembusu đã có mặt tại Việt Nam, tìm vaccine cho vịt vào lúc 7 ngày tuổi, trước đẻ 1 tháng, y với vịt con thời gian vào vaccine mùng 8 tháng 10 ngày tuổi, liều lượng 0,3ml mỗi con đối với vịt đẻ. Thời gian vào vắc xin tem busu trước khi đẻ một tháng, liều lượng 1ml mỗi con, anh Nam nói. Khi gia cầm đã bị bệnh nguy hiểm này, anh Nam khuyến cáo người nuôi bệnh này không có phương pháp điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên, bà con cần điều trị bằng thuốc bổ, đồng thời tăng cường sức đề kháng, trợ lực cho vịt bằng cách bổ sung thường xuyên vitamin, điện giải, khoáng, men tiêu hóa vào khẩu phần ăn, nước uống, sử dụng kháng sinh phòng các bệnh kế phát.